cô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 163 người nhà lão hòa thượng tịnh không xin mời mở kinh văn khoa hội thứ 22 tờ thứ 22 kinh văn hàng thứ sáu Mời xem từ Nguyện Thứ 37 Ngã tác Phật thời Sanh ngã quốc giả Sở tu ẩm thực Y phục Chủng chủng cúng cụ Tùy ý tức chí Vô bất mãn nguyện Đây là nguyện thứ 37 Tiếp theo Xem tiếp hai câu sau mười phương chư phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường nhược bất nghĩ giả bất thủ chánh giác đây là nguyện thứ ba mươi tám ứng niệm thọ cúng dường đây là đại nguyện chương thứ mười tám Nói ra là Y báo Trang nghiêm Của thế giới cực lạc Chúng ta Sống ở thế gian Mỗi một chúng sanh đều gì cơm áo đi đứng mà lo nghĩ. Cũng giống như trên kinh đã nói, không có ruộng đất mong cầu có được ruộng đất không có tiền của mong cầu có được tiền của mỗi ngày tư lự cần phấn khổ cực làm việc đều là vì những thứ này do đó học đạo cũng không thể nào chuyên tâm đây là ở trên kinh thế tôn đã nói bần cùng học đạo khó nhà người giàu sang họ mỗi ngày niệm niệm mong cầu hưởng thụ hưởng thụ niềm vui năm dục sáu trần đem việc tu hành lơ là đi đây là giàu sang học đạo khó giàu nghèo học đạo đều không dễ dàng ở vào cái xã hội hiện tại này thì càng khó khoa học kỹ thuật phát triển nâng cao mức độ tham muốn hưởng thụ vật chất của tất cả chúng sanh mà khoa học phát triển. Thì không có chỗ dừng. Thế là tất cả chúng sanh dục vọng tăng cao cũng không có bờ mé. Chúng ta có nghĩ đến hậu quả của sự việc này hay không? nếu như tỉ mỉ mà đi quán sát đi tư duy hậu quả không thể nào lường được đây không phải là việc tốt nếu như là việc tốt là thiện nghiệp chư phật bồ tát đều đầy đủ trí tuệ cứu cánh viên mãn tại vì sao không ở hai ba ngàn năm trước đem những khoa học kỹ thuật này phát triển ra các vị nghĩ xem tại vì sao thích ca mâu ni phật cho đến những tổ sư đại đức nhiều đời của chúng ta vậy chúng ta trải qua loại đời sống nguyên thủy như vậy không phải họ không có trí tuệ không phải không có năng lực không phải không hiểu khoa học kỹ thuật hiểu được so với các nhà khoa học hiện tại cao minh hơn rất nhiều tại vì sao không phát triển hiện tại chúng ta cảm nhận sâu sắc cái hại của văn minh khoa học kỹ thuật chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ thì ra phật bồ tát thánh hiền nhân thế xuất thế gian vậy chúng ta trải qua đời sống nguyên thủy tự nhiên đó là đời sống chân thật khỏe mạnh Trải qua chân thật là đời sống của con người. Hiện tại chúng ta nói lời nói này. Đại khái luôn là người 7, 80 tuổi khi họ nghe được, họ sẽ gật đầu. Mới cảm thấy lời nói này nó được rất có đạo lý. Người trẻ tuổi không được Nghe được cách nói này không thể tiếp nhận cho rằng thế nào đó gọi là lật đổ xe không hợp khoa học không hợp thực tế người thanh niên hiện đại là có cách nghĩ như vậy đây là một hiện tượng rất tự nhiên họ vừa sanh ra liền bị khoa học mê hoặc rồi mê đã quá sâu mê đã quá lâu không thể quay đầu lại người già bảy tám mươi tuổi đưa bạn hỏi họ thử xem để họ rất bình lặng mà hồi tưởng lại khi họ còn trẻ tuổi hai mươi tuổi những thức ăn uống lúc đó ăn rau ăn gạo nước để uống có giống như hiện tại này hay không Việc này vừa nghĩ Thì tường tận Hoàn toàn không như nhau Rau cải Sau 70 năm trước Mùi vị là tươi tốt Rất ngon Thật bổ dưỡng Hiện tại rau cải cắt ra Màu sắc đẹp hơn trước Không có mùi vị Vì sao vậy? dùng hóa học nhân công để bồi dưỡng không phải tự nhiên những thứ này ăn vào không bổ dưỡng không những không bổ dưỡng ăn rồi cả thân bệnh bệnh từ miệng mà vào bạn nói xem có đáng sợ hay không nước để uống trong nước cũng thêm vào rất nhiều hóa học không giống như nước lúc trước đây chúng tôi khi nhỏ không có nước máy ở trên núi uống nước suối thông thường trong đô thị uống nước xong nước xong thì phải gánh nước dùng hai thùng nước mà gánh nước khi gánh nước không được trong thông thường dùng phèn chua để lóng nước một hai giờ đồng hồ thì hoàn toàn lắng xuống lắng xuống rồi thì nước đó rất trong không cần phải đun sôi thì có thể uống khi tôi còn nhỏ nhớ lại khi học tiểu học học sơ trung làm gì có nước đun sôi để cho bạn uống chính là nước sông xách lên thì liền uống được không có khuẩn gây bệnh rất khỏe mạnh Chất nước cũng tốt, mùi vị cũng ngon. Hiện tại xem thấy khi khoa học kỹ thuật phát triển, ăn thì không phải giống như ăn thức ăn, uống thì nước đó hoàn toàn không phải là nguyên vị. Ngày tháng này làm sao mà dễ quá chứ? Cái thế gian này còn có cái gì đáng để lưu luyến chứ? hoàn cảnh đại tự nhiên hoàn toàn bị phá hoại chúng ta nghĩ lại làm sao mà không đau lòng lời nói này lão hòa thượng minh sơn ngày thể hội còn sâu hơn so với tôi ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi Thế giới hiện tại, lòng người biến đổi. Hoàn cảnh đời sống đều là chuyển biến lớn đến 180 độ. Cái chuyển biến này không phải chuyển biến theo hướng tốt. Chuyển ngược lại người có tâm người có lòng từ bi làm sao mà không lo lắng làm sao có thể không cảm thán ở trên cái địa cầu này hiện tại muốn tìm một hoàn cảnh thanh tịnh đích thực không dễ gì có càng là một đất nước mở cửa thì càng không có khi chưa phát triển cái gọi là khu vực lạc hậu có lẽ vẫn còn có thể giữ được đời sống bình thường một chút tôi đã đi qua rất nhiều nơi tôi thích úc châu úc châu mãi đến hiện tại vẫn chưa bị ô nhiễm chính phủ úc châu rất thông minh họ không phát triển công thương nghiệp biết được chỗ hại của công thương nghiệp úc châu đến ngày nay vẫn là xã hội nông nghiệp quốc gia nông nghiệp ăn uống đi đứng vẫn giữ hình thái nguyên thủy rất là đáng yêu cái khu đất này cũng là được thiên nhiên hậu đãi đất rộng người thưa diện tích đất của họ đại khái lớn gần bằng giữa trung quốc Lớn cũng gần bằng với nước Mỹ Nhân khẩu toàn quốc Chỉ có 1.700 dạng Còn ít hơn so với Đài Loan Đài Loan 2.200 dạng Đất rộng, người thưa Cho nên không bị ô nhiễm Đến ở nơi đó mới chân thật là Thấy được trời xanh mây trắng Ở nơi đó hơn 200 năm không có chiến tranh giữa người và người rất là thân thiết vì người ít mà cho nên xem thấy người đều rất là hoan hỷ con người rất là thành thật rất là trung hậu truy túc thường lạc các khu vực khác đều không xem thấy cái hiện tượng này cho nên đến úc châu cũng giống như đi trên con đường làng vậy chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này thấy được đoạn kinh văn này nghĩ lại hoàn cảnh đời sống hiện tại của chúng ta vẫn là phải di dân đi đến thế giới tây phương cực lạc là, là tốt hơn úc châu cũng không thể sánh bằng a di đà Phật Chỗ này nói với chúng ta Ngã tác Phật thời Chữ ngã này là a di đà Phật tự xưng Ngày hiện tại Đã làm Phật rồi Đương nhiên Cái nguyện này đã hiện thực rồi Xanh ngã quốc giả Người giảng sanh đến Thế giới Tây Phương cực lạc Không luận là Sanh đến Cõi tịnh độ nào Tây phương có bốn cõi tịnh độ Không luận sanh vào cõi nào Mỗi cõi Đều có ba bậc chính phẩm Không luận là Bạn ở phẩm vị nào Cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh đều đạt được đái ngộ này sở tu ẩm thực y phục chủng chủng cúng cụ tùy ý tức chí vô bất mãn nguyện mãn là đầy đủ đầy đủ mong cầu của chính chúng ta kinh văn chỉ nêu lên vài thí dụ khi đi đến thế giới tây phương cực lạc những nhu cầu trong cuộc sống thường ngày tất cả đều đầy đủ cho nên đến nơi đó cung cầu đối với đời sống vật chất không cần dùng một chút tâm lo lắng người trong tâm tự nhiên liền được an chúng ta tu hành ở cái thế gian này tâm trước sau không thể an định lại được nguyên nhân này là gì đời sống vật chất của chúng ta không có bảo đảm thông luận bạn ngày nay trải qua hoàn cảnh như thế nào đều không cách gì bảo đảm cho nên lo lắng trùng trùng thế giới tây phương cực lạc những nhu cầu cho đời sống không cần chính mình đi kinh doanh cái thế giới đó là biến hóa sở tác trên kinh giới thiệu được rõ ràng Gọi là Nghĩ áo được áo Nghĩ ăn được ăn Muốn ăn cái thứ gì Ý niệm vừa khởi lên Cái thứ mà bạn muốn ăn Liền bày ra trước mắt Biến hóa sở tác Ăn xong rồi Ăn xong rồi thì không còn nữa Cũng không cần phải đi rửa chén Rửa đĩa làm gì Làm những sự việc này đây là thần thoại kỳ thật lời nói này rất hợp khoa học khoa học gia hiện tại nói với chúng ta vật chất cùng năng lượng là một sự việc năng lượng có thể biến thành vật chất vật chất cũng có thể biến thành năng lượng lý luận của đạn hạt nhân chính là căn cứ vào cái này mà phát minh ra đem vật chất giải phóng thành năng lượng khoa học gia tìm được một biện pháp Hiện tại chính là làm thế nào đem năng lượng hồi phục thành vật chất thì họ không có biện pháp. Cho nên khoa học của thế giới cực lạ, cao minh hơn so với chúng ta ở đây. Họ có biện pháp đem năng lượng biến thành vật chất. Cho nên sinh đến thế giới Tây phương cực lạ. A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì bổn nguyện ở đây chính là cái nguyện này chính là cái nguyện 37 này gia trì bạn bạn liền biến thành khoa học gia để nhất đẳng bạn được cái thứ gì cái năng lượng này là tận hư không khắp pháp giới chân thật là lấy không hết dùng không cạn kiệt bạn liền đem nó biến thành vật chất mà bạn cần đến bạn không cần nữa Cái vật chất này liền giải phóng thành năng lượng Thì không còn nữa Bạn nói xem từ tài dược nào Loại khoa học kỹ thuật cao này Không cần đến máy móc Làm gì giống như trên thế giới ngày nay Tạo hạt nhân Còn phải phiền phức đến như vậy Người ta vừa nghĩ đến thì liền biết ra Đây mới là trí tuệ chân thật Mới là khoa học cao đẳng Khoa học kỹ thuật của chúng ta Dọn đến thế giới cực lạc Đó là chân thật Tiểu kỹ gặp đại kỹ Không thể sánh được Đây chính là chuyển biến của năng lượng và vật chất chúng ta từ các nhà khoa học của thế gian phát hiện ra những cái lý luận này sâu sắc tin tưởng thế giới tây phương cực lạc đây là sự thật quyết định không phải là huyễn tướng Trên kinh Đại thừa Phật thường hay nói cho chúng ta một sự việc Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Đời sống vật chất Đời sống tinh thần Tất cả những nhu cầu Đều là từ tâm tưởng sanh nghĩ cái gì liền biến thành cái đó đây mới gọi là chân thật tự tại chân thật an lạc chủng chủng cúng cụ trong cái cúng cụ này phạm vi thì rất rộng không nhất định là chính mình cần thiết Xem thấy Tất cả chúng sanh cần thiết Có năng lực giúp đỡ người khác Còn có Những Bồ Tát giảng sanh Hạ hạ phẩm giảng sanh Các vị phải ghi nhớ Đều là a duy diệt trí bồ tát địa vị cao không thể nghĩ bạn những bồ tát này mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều đến đạo tràng chư phật như lai ở mười phương thế giới để tham phỏng đi thăm viếng thì luôn phải mang theo một chút lễ vật cúng cụ chính là lễ vật những lễ vật này cũng là tùy tâm sợ biến Trên kinh Thường hay nêu ra cho chúng ta mấy cái thí dụ Hương hoa Tràng phan bảo cái Thiên nhà dân dân Đây là nêu ra mấy thí dụ Đều là thuộc về Vật dụng để cúng dường những thứ cúng dường này là vô lượng vô biên thù thắng không gì bằng không chỉ nhân gian chúng ta không có trên trời cũng không không có thứ nào không phải tùy ý mà đến chúng ta đọc đến cái đoạn kinh văn này bạn có muốn đi đến thế giới cực lạc hay không đây chân thật là lìa khổ được vui sinh hoạt ở thế gian này thật khổ thực tế quá khổ cực rồi gánh giác của thân tâm quá nặng rồi đây là người thông thường gọi là áp lực áp lực của đời sống vật chất áp lực của đời sống tinh thần đích thật làm cho người mệt đứt cả hơi khoa học kỹ thuật càng phát triển áp lực càng trầm trọng đồng tu đến từ trung quốc có rất nhiều người chưa từng ra nước ngoài ngày ngày chính mình ở trong nhà xét nghĩ nước ngoài như vậy tốt thế kia tốt ngày ngày đang nghĩ Nước ngoài có phải là thật tốt hay không? Không thấy được Tôi đã từng nhớ được Việc này đại khái là 13 năm trước Tôi lần đầu Quay về Trung Quốc tháp tùng cùng hàng quán trưởng đến thành phố đại liên quê hương của bà đây cũng là rời xa quê hương nửa thế kỷ rồi trong nhà vẫn còn một số bạn bè người thân năm mươi năm không gặp mặt trở về Nhận được tiếp đãi vô cùng thân thiết Lúc tiếp đãi đại khái Có hơn 30 người Lúc đó chúng tôi từ Hoa Kỳ trở về Mọi người nghe nói nước Mỹ đều rất ngưỡng mộ Tôi ở trong yến hội đó Nói mấy câu với mọi người Tôi nói đời sống của người Mỹ Không bằng như các vị Họ nghe rồi đều ngẩn người ra Người Mỹ ở là phòng Tây Ra cửa nhà nhà đều có xe hơi Thiết bị điện khí Không thiếu thứ nào Làm sao mà không bằng chúng tôi Chúng tôi không có thứ gì cả Tôi quay lại hỏi họ. Tôi nói: Các vị hơn 30 bằng hữu hiện tại đây. Trong các vị có ai thiếu nợ mà trải qua đời sống hay không? Họ người này nhìn người kia, không có người nào. Không có người nào thiếu nợ. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói, không nợ cả thân nhẹ Người Mỹ thì không người nào không nợ Sanh ra là liền thiếu nợ Chết rồi mà vẫn trả không hết Ngày tháng như vậy có dễ qua không? Các gì có muốn trải qua không? Phòng tay xe hơi Thiết bị điện khí của họ Đều là mua trả góp mà có dây tiền từ ngân hàng, dây tiền từ công ty bảo hiểm, khổ cực để mà kiếm tiền để làm gì? để trả nợ, trả cả đời cũng trả không hết. bạn muốn trải qua ngày tháng này hay không? văn hóa đông tây phương không giống nhau, người Trung Quốc chắc chắn không bằng lòng trải qua ngày tháng như vậy. Trải qua ngày tháng như vậy, thật khổ. Bạn nói xem áp lực cỡ nào? Hôm nào không có việc làm. Tất cả những gì bạn có, ngân hàng đến siết nợ bạn, công ty bảo hiểm đến siết nợ bạn, đem đồ của bạn phát mãi hết, bạn không còn thứ gì. Cái xã hội đó là như vậy, không giống như xã hội của chúng ta cho nên tôi về trong nước xem qua họ sau khi làm công xong mấy người bạn già ở trên cái bàn nhỏ ở ngoài cửa đánh cờ uống rượu nói chuyện loại thanh nhàn thảnh thơi này người mỹ nghe đến nằm mộng cũng không nghĩ ra họ đi đâu có thể tìm được loại đời sống hưởng thụ này một ngày từ sớm đến tối trong đầu làm thế nào kiếm tiền trả nợ tôi vừa nói như vậy họ mới bỗng nhiên hiểu ra mới tường tận ngày nay đời sống vật chất của chúng ta cùng khổ một chút cùng mà an vui cùng được tự tại đây chân thật là người xưa đã nói nhất là giàu mà không vui trái lại không bằng nghèo mà vui xã hội của nước mỹ là giàu mà không vui người trung quốc chúng ta nghèo mà vui phật đà dạy bảo chúng ta lìa khổ được vui chúng ta chân thật đạt được người nước ngoài nếu nói lìa khổ được vui cái khổ đó của họ không dễ gì ly thế là được vui thì rất có hạn cái vui của họ nói một lời hơi khó nghe một chút tự tìm cái khổ du lịch bơi lội tìm những nơi chốn nghỉ hè đều là tự tìm cái khổ không phải chân thật là an vui cho nên người nước ngoài ngưỡng mộ chúng ta Người chúng ta ngưỡng mộ người nước ngoài Đôi bên đều khởi vọng tưởng Chân thật an vui Ở thế giới Tây Phương cực lạc Thích Ca Mô Ni Phật Vì chúng ta giới thiệu chỉ cần sanh đến thế giới tây phương cực lạc không có thứ nào mà không mãn nguyện sau khi chúng ta đọc rồi quả nhiên giác ngộ thì phải hạ quyết tâm ngay đời này nhất định phải đi người xưa muốn hỏi có thể đi được hay không Người xưa nói với chúng ta Cái pháp môn này Dạng người tu Dạng người đi Không sót một người nào Tại vì sao Lại có người nói Một dạng người niệm Phật Chân thật giảng sanh Chỉ có hai ba người Cái này có phải mâu thuẫn với dạng người tu và người giảng sanh hay không? Xin nói với các vị Không có mâu thuẫn Ngay trong một dạng người Hai ba người giảng sanh Hai ba người đó là thật tu Thì họ thật được đi Hơn 9.990 người khác họ không thật tu họ thật tu thì đều đi họ là giả tu hành họ không phải là thật tu tu hành của họ không như lý như pháp cho nên họ không thể đi quả nhiên như lý như pháp mà tu hành thì làm gì có lý nào không đi cái gì gọi là như lý như pháp trong kinh điển nói ra những đạo lý nói ra những phương pháp bạn đều tường tận đều hiểu rõ y theo lý luận phương pháp này mà tu học thì bạn quyết định giảng sanh vậy thì vô đây có thể biết kinh không thể không đọc kinh không thể không giảng đọc được rất thuần thục thế nhưng không hiểu vì cũng không được chúng ta đọc kinh không chỉ phải hiểu ở trong kinh đại thừa phật thường hay dạy bảo chúng ta phải thâm giải nghĩa thú Hay nói cách khác Bạn giải được càng sâu càng tốt Bạn làm được càng tự nhiên Làm được càng tự tại Bạn tu hành Thì như lý như pháp thế nhưng phải thâm giải nghĩa thú thực tế mà nói cũng không phải là việc dễ dàng khi chúng ta còn trẻ học kinh giáo chính mình phát tâm muốn đem phật pháp giới thiệu cho người khác Đây chính là nhà Phật nói Gọi là Hoàng Pháp Lợi Sanh Bởi vì chúng ta chính mình Hiểu rõ Thù thắng của Phật Pháp Chỗ tốt của Phật Pháp Thứ tốt đến như vậy Nếu không giới thiệu Rộng khắp cho đại chúng xã hội Thực tế mà nói quá đáng tiếc nhiều cái nguyện hoằng pháp làm thế nào sanh khởi bạn chân thật nhận thức đối với kinh giáo cái nguyện này của bạn mới sanh khởi bạn đối với nó không có nhận biết tương đối cái nguyện này không thể sanh khởi phát tâm không đơn giản cho nên nhất định phải có nhận thức sâu sắc tâm của bạn tự nhiên liền phát khởi lên thứ tốt đến như vậy không có người đi tuyên dương không có người đi giới thiệu không có người đi thúc đẩy thật đáng tiếc cho nên chúng ta ở trong xã hội cho dù là công việc tốt đến thế nào tôi đều buông xả đều từ bỏ tôi phải làm như vậy việc này không có người làm nếu như có người làm ta cũng chưa chắc sẽ làm sự việc này xem sự việc này không có người làm ta phải phát tâm để làm sự việc này thế nhưng làm cái sự việc này khó khó ở chỗ nào vậy cái thứ này phải có trí tuệ chân thật Dựa vào thông minh nhỏ của thế gian Là quyết định không làm được Trí tuệ chân thật từ nơi đâu mà có Phương pháp Phật nói rất nhiều Thế nhưng chúng ta đều không được Đều không làm được Phật nói Huệ từ ngay trong định mà có Định từ ngay trong giới mà có Chúng ta một cái cũng không làm được Ngày năm giới mười thiện Đều không thể làm được Vậy thì còn nói đến cái gì Cái sự việc này Thì rơi vào trống không Lão sư dạy chúng ta một phương pháp Cầu cảm ứng đây là đại học vấn thế xuất thế gian đại học vấn bậc nhất chúng ta dùng tinh lực của cả một đời để cầu học lúc trước lão sư nói với tôi ông nói các sách khác không cần nói đến chỉ riêng nói trong pháp thế gian trung quốc có một bộ đại tạng thư gọi là tứ khố toàn thư chúng ta có năng lực đem tứ khố toàn thư từ đầu đến cuối đọc qua một lần hay không lúc trước giám đốc của nhà sách thương vụ ấn nói với tôi Vào lúc đó Tứ khố toàn thư đã in ra rồi Tôi cũng mua một bộ Vì tổng giám đốc này nói rất hay Giả sử một đứa bé Vừa sanh ra Liền biết đọc sách Mỗi ngày đọc 8 giờ đồng hồ Đọc đến 100 tuổi Bộ sách này vẫn chưa đọc xong. Không thể đọc nhiều, chỉ một lần. Bạn liền biết được bộ sách này số lượng bao lớn. Nếu thêm vào những sách vở của hiện đại này, vượt qua tứ khố toàn thư không chỉ đến 10 lần. Thì bạn làm sao mà lướt qua? Nếu bạn muốn thông đạt Thế gian Pháp Thì khó Thế gian Pháp không thông Bạn làm sao có thể hoàn Pháp lợi sanh Đây là chỗ khó Của học Pháp thế gian Lại nói đến Phật Pháp Cũng không cần nói đến Chú sớ của người xưa Trong và ngoài nước Chỉ riêng nói một bộ Đại Tạng Kinh này Sinh mạng của chúng ta mấy mươi năm có hạn này có năng lực để đọc tụng hay không nghĩ lại cũng không có năng lực cái sự việc này phải làm sao lão sư thẳng thắn nói với chúng ta cầu cảm ứng cảm ứng gì vậy phật bồ tát gia trì chỉ có con đường này nếu muốn được cảm ứng cảm ứng một điều kiện quan trọng nhất thành tâm tâm chân thành chân thành đến tột độ thì chí thành bằng liệt cảm thông thế xuất thế gian pháp không cần học vừa tiếp xúc liền thông cái này phải dựa vào cảm ứng không có cảm ứng quyết định không làm được phải chân thành đến tột điểm mới có được hiệu quả như vậy chúng ta ngày nay chính là dựa vào cái điểm cảm ứng này để giới thiệu phật pháp cùng các vị nếu như không có cảm ứng xin nói với các vị tôi không hề biết được thứ gì tôi không hề biết thứ gì Các vị đồng tu Ở nơi đây học kinh giáo Cũng phải ghi nhớ Cái giáo huấn này Dùng tâm chân thành Đem cái thù thắng nhất Thế gian Pháp môn thiền hảo nhất Giới thiệu cho chúng sanh rộng lớn ngoài việc này ra, ở trong lòng chắc chắn không có cái vọng tưởng tập niệm thứ hai, bạn liền có được cảm ứng. ở trong đây, nếu như xen tạp một chút đào, tự tư tự lợi, xem tạp chút đào danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, thì không có được cảm ứng. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Chỉ cần thực tiễn 12 chữ này Chúng ta xả bỏ Tự tư tự lợi Khởi tâm đồng niệm Vì Phật Pháp Vì chúng sanh Quyết định không có một niệm gì Chính mình Đây là điều kiện tiên quyết Để cầu cảm ứng Buông xả tất cả Danh vọng lợi dưỡng Buông xả tham sân si mạng Hồi phục tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi của chính mình cảm ứng liền tương thông Vào lúc này Mở quyển kinh ra Bạn liền sẽ thấy được ý nghĩa ở trong kinh Tùy theo công phu của bạn sâu cạn Bạn xem ý nghĩa của kinh văn này Càng xem càng sâu Càng xem càng rộng Bạn sẽ xem thấy được kinh văn này Từng câu từng chữ Hàm chứa vô lượng nghĩa Tự nhiên pháp hỷ sung mãn Chúng ta chính mình tu hành Cầu nguyện giảng sanh Chính mình thật có nắm chắc phần thân tâm thế giới tự nhiên liền buông xả một chút miễn cưỡng cũng không có hiện tiền liền được đại tự tại liền được đại viên mãn liền được chư phật như lai đại gia trì Chúng ta dựa vào cái này Ngoài việc này ra Nếu muốn dựa vào năng lực của chính mình Dựa vào túc căng của chính mình Dựa vào trí tuệ của chính mình Dựa vào dụng công của chính mình Đều không thể thành tựu những đồng tu tại gia dùng chí thành cảm thông để niệm phật công phu của bạn sẽ đắc lực bạn chắc chắn được sanh tịnh độ đồng tu xuất gia bằng chí thành cảm thông cầu tam bảo gia trì Đem cái pháp môn thù thắng này Giới thiệu cho quần chúng rộng lớn Đại từ Bồ Tát nói rất hay Bạn có thể khuyên hai người giảng sanh Giảng sanh thì thành Phật Giúp cho hai người chân thật thành Phật Cái công đức này còn lớn hơn so với chính mình tu hành Bạn có thể giúp cho mười mấy người Giảng sanh làm Phật Phước đức của bạn thì vô lượng Vậy hỏi chính mình có thể giảng sanh hay không? Các vị nghĩ Bạn chính mình có thể giảng sanh hay không? Chính mình công phu niệm Phật Cho dù kém một chút nếu như bạn chân thật Đưa mười mấy người giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều làm Phật rồi Những người đó xem thấy Bạn sắp lâm chung Nhất định sẽ nói với A-di-đà Phật Chúng ta một tốp người này giảng sanh Đều là nhờ người đó Người đó hiện tại sắp lâm chung rồi Kéo A-di-đà Phật Chúng ta phải mau đi tiếp dẫn người đó Tri ân, báo ân Bồ Tát Thế Giới Cực Lạc Sẽ không dông ân phụ nghĩa Tri ân báo ân Cho nên công phu kém một chút Họ đến kéo một tay Thì kéo bạn đi được rồi Lão Pháp Sư Minh Sơn nói với tôi Năm nay ông 88 tuổi Dẫn đến khắp nơi bùng ba khổ cực như vậy Ông nói với tôi Ông từ sớm Phải nên bế quan rồi Ở trong núi Cố gắng niệm Phật Làm việc của chính mình Thế nhưng hiện tại Người hoàng pháp quá ít Mọi người đều tìm ông Ông nghĩ lại hay là hằng thuận chúng sanh giúp đại chúng nhiều một chút hy sinh công phu tu học của chính mình đây là bồ tát phát tâm cùng nguyên lý nguyên tắc mà đại từ bồ tát đã hoàn toàn tương ưng Vì tất cả chúng sanh Vì Phật Pháp Hy sinh phẩm vị Tu hành của chính mình Thế nhưng Quyết định được sanh Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiền chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật